Tận dụng lúc các thuộc hạ thân cận, toàn bộ lực lượng của Tempest được đưa ra chiến trường chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng với Kangurio. Sát thủ đã ám sát Rimuru ở các dòng thời gian trước cuối cùng cũng đã lộ diện. Đó là Siêu và Bunny, hai thành viên trong nhóm thám hiểm với Masayuki. Cùng với sự hỗ trợ của Chloe và màn thể hiện không thể che vào đâu được của Benimaru, Siêu và Bunny đã bị đánh bại. Dù Siêu và Bunny đã may mắn sống sót với vòng tay phục sinh, dù cảm thấy luyến tiếc, nhưng sau trận chiến này, Rimuru có thể thở phào nhẹ nhõm vì đã biết được danh tính những kẻ đã giết mình trong cuộc chiến với đế quốc ở các dòng thời gian trước. Bên cạnh đó cũng phải hết sức đề cao cảnh giác, bởi vì đằng sau Siêu và Bunny là một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ sở hữu kỹ năng tối thượng. Sau khi giao Masayuki cho Chloe chăm sóc, Rimuru quay trở lại phòng điều khiển tiếp tục theo dõi màn thể hiện của các thuộc hạ của mình. Hóa ra nhân vật đối đầu với Trainee chính là Laplace. Laplace đến Tempest để gặp Rimuru, nhưng Trainee cho rằng Laplace đến Tempest với mục đích không hề tốt đẹp. Kết quả là Laplace bị Trainee đập cho tơi tả. Đối diện với Rimuru, Laplace tiết lộ Yuki đang nghi ngờ rằng Damdada, một thành viên của hội kính Sabret dưới quyền của Yuki đã phản bội họ, ám sát Gabra. Jill và Bunny là người của Damdada và chúng đang âm mưu một kế hoạch đáng sợ hơn rất nhiều. Dù không biết những gì Laplace tiết lộ có phải là sự thật hay không, nhưng Rimuru không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, trước mắt phải tập trung giải quyết xong Kangurio. Tinh thần của Kangurio đã bị tuột dốc thảm hại khi đã 2 ngày trôi qua mà không hề thấy 100 quân tinh nhuệ của mình quay trở lại. Trước mặt Kangurio là chiến lợi phẩm thu thập được ở Mekong, nhưng đối với Kangurio, nó không còn quan trọng nữa. Tinh thể ma thuật hay vũ khí quý hiếm để làm gì khi hơn 70% quân đội của mình đã buộc đi không trở lại. Kangurio đã gần như sụp đổ sau khi được Misa, đồng bạn của Yuki, tiết lộ. Bên đoàn xe tăng ma thuật và phi thuyền đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Misa đề nghị Kangurio rút lui để bảo toàn lực lượng còn sót lại. Krishna lúc này cũng đã xuất hiện trước mặt Kangurio thông báo rằng không chỉ 100 quân tinh nhuệ mà Kansas, Menet, Bajan, Reha đều đã bỏ mạng tại Mekong. Mời chúa tể của Mekong sở hữu sức mạnh vượt trên cả ma tướng thượng cấp, đặc biệt là Segen, một quái vật sở hữu sức mạnh vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Con rồng đối đầu với phi thuyền của Faraga không phải là Vendora, mà chỉ là một vị tướng thống lãnh một trong các quân đoàn của Tempest. Dù rất muốn rút lui, nhưng Kangaroo hiểu rằng hoàng đế sẽ không bao giờ chấp nhận một thất bại nhục nhã như thế này. Kangaroo chắc chắn sẽ bị hoàng đế phế truất, thậm chí xử tử. Cần thở là cần gỡ, Kangaroo quyết định chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Trước mặt Kangaroo là Kat. Kat lãnh đạo lực lượng tiên phong đối đầu trực diện với Kangaroo, không chỉ tạo ra một hệ thống phòng thủ kiên cố, mà các đoàn tấn công pháp thuật của Gat tạo ra cũng vô cùng dữ dội. Momiji chỉ huy binh đoàn của Manimaru tấn công kẻ địch từ phía sau. Quyết không để cho chồng tương lai của mình thất vọng, quyết không chịu thua kém Anvis, Momiji nói với binh lính của mình. Tiến lên và giành chiến thắng cho chồng bà. Anvis cùng với Sion nhận nhiệm vụ tấn công quân đội đế quốc từ nhiều hướng. Tất nhiên, Anvis sẽ không để mình phải lép vế trước Momiji. Đây chính là cơ hội để Anvis ghi điểm trong mắt của Benimaru. Sion cũng quyết tâm không kém. Sion cần phải có một màn thể hiện chói sáng để chứng minh giá trị của mình trong mắt của Rimuru. Nghĩ đến vẻ mặt ganh tị của Diablo, Sion cảm thấy hừng hực khí thế. Ở trên bầu trời, Kadara đang chăm sóc quan sát nhất cử nhất động của kẻ thù. Nghĩ đến khuôn mặt hách dịch của Testarossa và Intima trước đó, Kadara có ý định sẽ tạo ra một vụ nổ hạt nhân từ trên cao. Năng lượng hạt nhân giải phóng ra sẽ thiêu rụi tất cả. Như đoán được ý định của Kadara, thuộc hạ của Kadara là Akira đã lên tiếng ngăn cản. Không giống như Kadara, Akira đã nhìn nhận vấn đề một cách có lý trí và sâu sắc. Theo như kế hoạch đã được vạch ra từ trước, Kadara được giao trách nhiệm tạo ra một cuộc tấn công ma thuật trên diện rộng, khiến cho quân đội đế quốc rơi vào hỗn loạn, nhưng phải lựa chọn thời điểm thích hợp. Phải đợi quân đội của đế quốc xuất trận, tập trung vào cuộc chiến với Cap, lúc đó Kadara sẽ tạo ra một cuộc tấn công bất ngờ từ trên cao. Ngoài ra, nếu như Kadara tự ý hành động thì các binh đoàn khác sẽ không biết đường nào mà lần, cuộc chiến sẽ rơi vào hỗn loạn. Thái độ cứng rắn của Akira đã kiềm chế được Kadara. Bản thân Kadara cũng bắt đầu cảm thấy bản thân mình đã quá nóng vội, thiếu chút nữa thì đã mất điểm trong mắt của Rimuru. Không lâu sau đó, quân đội đế quốc bắt đầu hành động. 17 vạn binh lính tiến về phía binh đoàn của Gale. Gale ngay lập tức thi triển trận pháp phòng thủ, và đây chính là lúc Kadara thể hiện. Kadara giải phóng gần như toàn bộ năng lượng, thi triển một thứ ma thuật hạt nhân mạnh nhất. Loại ma thuật này đòi hỏi rất nhiều mana, và kỹ thuật điều khiển nó cũng vô cùng phức tạp. Dưới bàn tay của Kadara, lõi của hắc hỏa được giải phóng ra, gây ra hiện tượng sụp đổ trọng lực. Nếu lạc vào phạm vi ảnh hưởng của nó thì sẽ bị nghiền nát. Hơn 80% binh lính của Kangaroo đã lạc vào phạm vi ảnh hưởng của ma thuật do Kadara tạo ra, tất cả đã tan thành tro bụi. Số lượng quân đội đế quốc chỉ còn 2 vạn. Ma thuật của Kadara đã khiến cho Rimuru há mồm kinh ngạc.
Nếu biết Carrera mạnh như thế thì chủ tịch đã không huy động gần như toàn bộ lực lượng cho trận chiến cuối cùng. Tinh thần của quân đội đế quốc đã gần như kiệt quệ sau khi chứng kiến sức mạnh thần thánh của Tempest, đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến. Sion ở bên phải, Anvis bên trái ồ ạt tấn công. Ngay sau đó Momiji xuất hiện từ phía sau với đôi mắt sắc lạnh. Dù bên ngoài lạnh lùng nhưng trái tim của Momiji đang hừng hực khí thế. Đội Kurenai không thể quét sạch được bộ phận quân đội còn sót lại của đế quốc, nhưng đây lại chính là cơ hội để Momiji thể hiện sức mạnh của mình. Momiji thi triển tuyệt kỹ có 102 của mình, tạo ra một đường sen đỏ rực, đốt cháy oxy khiến cho kẻ thù ngộp thở. Sức nắm của nó không chỉ khiến cho kẻ thù mất đi ý thức, mà còn đủ sức khiến cho chúng phải trải qua một cái chết đau đớn. Dù không mạnh bằng ma thuật hạt nhân của Kadara, nhưng ma thuật hoa mỹ đó của Momiji xứng đáng nhận được những lời khen ngợi đến từ vị trí của chủ tịch. Kangoro lúc này cũng đã sụp đổ hoàn toàn và cảm thấy sợ hãi tột độ. 17 vạn binh lính của hắn ta đã bị tiêu diệt nhanh hơn cả người yêu cũ trở mặt. Ma thuật của Kadara đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết của Kangoro. Một thứ ma thuật hạt nhân có thể tác động đến trọng lực. Đối với Kangoro, thứ ma thuật này có thể dễ dàng quét sạch cả một quốc gia rộng lớn. Hắn ta tin rằng nhân vật tạo ra thứ ma thuật này chỉ có thể là ma vương Rimuru. 700.000 binh lính của Kangoro chỉ còn vỏn vẹn 2.000. Kangoro, kẻ được tôn thờ là một trong ba vị tướng đỉnh cao của đế quốc, do đây đã nhận ra được một điều rằng sức mạnh, sự giàu có và quyền lực mà hắn ta theo đuổi bấy lâu nay tất cả chỉ là ảo ảnh. Những giọt nước mắt đã lan dài trên má của Kangoro. Các sĩ quan khuyên Kangoro nên đầu hàng, thay vì bỏ mạng tại đây, tốt hơn là làm nô lệ của Tempest. Bản thân Kangoro cũng thừa nhận thất bại và không còn sự lựa chọn nào khác. Biết đâu Tempest sẽ chấp nhận thương lượng và cho hắn ta một con đường sống, hoặc ít nhất cũng tạo cơ hội cho Misa có thể chạy trốn khỏi Tempest, quay trở về đế quốc để cập nhật tình hình. Nhưng đã quá muộn màng. Trước mặt Kangoro là một chàng trai khôi ngô tuấn tú trong trang phục quản gia nở một nụ cười nham hiểm, đó là Diablo. Kangoro có thể cảm nhận được ma khí phát ra từ Diablo đáng sợ hơn Clement rất nhiều. Kangoro hiểu rằng mình không có cơ hội chiến thắng. Ngoài ra, mục đích của Kangoro là câu giờ để cho Misa và những người khác tẩu thoát khỏi Tempest. Người đang cố gắng câu giờ phải không? Kangoro cảm thấy sợ hãi khi bị Diablo nát trúng tim đen của mình. Diablo tiếp tục. Ý tưởng của ngươi cũng không tồi nhưng đáng tiếc. Tất cả những kẻ cố gắng trốn thoát đã bị tiêu diệt từ lâu. Ngay sau đó hai thi thể xuất hiện trước mặt Kangoro, đó là Bernie và Seal. Krishna không thể tin vào mắt mình. Krishna xếp hạng thứ 17 có lý do để cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Bernie và Seal nằm trong top 9 hiệp sĩ hoàng gia mạnh nhất. Diablo búng tay phá hủy chiếc lều. Ánh sáng ở bên ngoài phản chiếu vào mắt của Kangoro. Cảnh tượng trước mặt Kangoro là thi thể của binh lính tuần tra bảo vệ doanh trại trước cao như núi. Thi thể của họ vẫn còn nguyên vẹn như đang ngủ say, như thể họ đã bị mất đi linh hồn. Đúng là như thế, Diablo đã tước đoạt linh hồn của tất cả. Kangoro lúc này mới định nghĩa được như thế nào mới là sức mạnh thực sự. Diablo tiếp tục búng tay, Krishna và những người còn lại ra đi không một lời từ biệt. Hóa ra nhận được mệnh lệnh của Rimuru, Diablo vui vẻ tiến ra chiến trường để xử lý Krishna. Trên đường đi tìm Krishna, Diablo bất ngờ chạm trán với Bunny, Seal, Misa đang trên đường tẩu thoát. Seal và Bunny dù đã chiến đấu kiên cường, tuy nhiên đây chỉ là thứ sức mạnh mượn từ người khác. Uy lực của nó không thể so sánh với các kỹ năng tự thức tỉnh bằng chính nội tại của mình. Họ không phải là đối thủ của Diablo. Misa thú nhận rằng cô ta là cấp dưới của Yuki. Yuki và Rimuru đã thống nhất không xâm phạm, cho nên Diablo đã trả tự do cho Misa. Sau khi tiêu diệt Seal và Bunny với kỹ năng mới phát triển của mình, Diablo tiến về doanh trại của Kangoro, bởi vì Diablo tin rằng đó là nơi mà Krishna sẽ di chuyển đến sau khi may mắn thoát chết tại Mekong. Lo sợ sẽ gây náo loạn ảnh hưởng đến kế hoạch của Rimuru, Diablo đã sử dụng ngày tận thế âm thầm tiêu diệt tất cả binh lính canh gác, tìm thấy Krishna. Thật may mắn trước mặt Diablo không chỉ có Krishna mà có cả Kangoro. Chứng kiến các thuộc hạ của mình bị tiêu diệt, Kangoro đã thức tỉnh được sức mạnh. Năng lượng của Kangoro đã bắt đầu tăng vọt. Sự tức giận, tuyệt vọng và sợ hãi chính là chìa khóa giúp cho Kangoro thức tỉnh được sức mạnh. Kangoro đã vượt qua giới hạn bất tử, đạt đến cấp độ thánh nhân. Sức mạnh của Kangoro ở thời điểm hiện tại tương đương với một ma vương thức tỉnh. Kangoro vô cùng tự tin khẳng định rằng với sức mạnh này, Kangoro có thể chuộc lại tất cả lỗi lầm mà mình đã gây ra. Bộ áo giáp phát ra ánh sáng thần thánh bao trùm lấy cơ thể của Kangoro. Đây là bộ áo giáp cấp độ thần thoại mà đích thân hoàng đế đã ban tặng cho hắn ta. Kangoro lao vào tấn công Diablo bằng nắm đấm. Tốc độ của Kangoro đã vượt qua cả tốc độ âm thanh, giải phóng ra một làn sóng xung kích có thể tác động đến linh hồn. Với sức mạnh này, Kangoro có thể tiêu diệt cả dạng sống tinh thần. Dù biết Diablo là một trong tứ thiên vương, là một ác ma nguyên thủy, nhưng Kangoro vẫn không hề sợ hãi. Hắn ta tin rằng sức mạnh của hắn ta ở thời điểm hiện tại dư sức đánh bại các chân long, ma vương thậm chí anh hùng.
Diablo dù có mạnh mẽ đến mấy thì cũng không thể sống sót sau đoạn tấn công này. Nhưng đáng tiếc, trước mặt của Kangido là một Diablo không một vết chảy xước. Diablo lên tiếng chế giễu: "Chao ơi, thật đáng tiếc, sức mạnh ý chí của ngươi không đủ mạnh để có thể khai thác được toàn bộ sức mạnh. Nếu như ngươi đánh thức được sức mạnh sớm hơn thì đây có lẽ là một trận chiến thú vị." Kangido lúc này cũng đã nhận thức được việc mình không thể đánh bại được Diablo. Kangido là một trong 9 chiến binh mạnh nhất được hoàng đế Trutra lựa chọn và ban cho sức mạnh. Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là sức mạnh mượn từ người khác. Nếu như không hiểu được bản chất sức mạnh của mình, thì dù có được ban cho sức mạnh tối thượng đi chăng nữa thì cũng trở nên vô nghĩa, giống như trường hợp của Seal và Bernie. Kangido không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của bộ áo giáp thần thoại. Thậm chí các linh thú ở đẳng cấp thần thoại do Kangido triệu hồi cũng không thể làm khó được Diablo. Kết quả Kangido là người cuối cùng của quân đội đế quốc bị tiêu diệt và tước đoạt linh hồn. Về phần Diablo, vô tình lượm được bí kíp. Trong khi đám đồng đội ngoài kia đang ra sức xử lý đám binh lính lâu la, Diablo với chiến tích tiêu diệt tên thủ lĩnh đang nóng lòng quay trở về căn cứ để nhận được những lời khen ngợi từ Trimaru. Tớ là Pito, like video, subscribe kênh để cập nhật các video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau. Bye bye!